ăn ra vừa bỏ ra. Muốn ăn quả bưởi phải bóc vỏ ra. Hello mọi người, mọi người có khỏe không ạ? Thời gian này thì cả nhà tớ đang thực hiện nghiêm túc chỉ thị của chính phủ, đấy là cách ly xã hội, ở nhà không ra đường. Vậy nên là các bạn có thể nhìn thấy đấy, tóc tai thì te tua, móng tay móng chân thì không được làm. Tuy nhiên là điều quan trọng nhất là cả bản thân mình và gia đình thì vẫn đang an toàn và khỏe mạnh, thế là được rồi đúng không ạ? Lý do tớ làm video này ngày hôm nay là vì tớ muốn chia sẻ với mọi người một cái app đọc sách rất là hay ho. Tớ mới được biết đến trong thời gian ngắn gần đây thôi, nhưng mà mấy tuần nay ở nhà với dâu nghỉ dịch thì liên tục sử dụng và cảm thấy rất là hài lòng. Đấy là app đọc sách cho trẻ con có tên là Umbrella. Tớ rất hiểu nỗi hố khổ của các bố mẹ có con nhỏ như tớ. Mặc dù mang tiếng là nghỉ ở nhà nhưng mà thật sự là rất bận rộn và mệt mỏi. Cả một ngày 24/7, từ sáng sớm lúc mở mắt cho đến lúc trước khi đi ngủ là mình luôn luôn quần phải nghĩ ra các cái trò vui để cho con chơi, để cho con học. Cái app này đã giúp ích tớ khá trong thời gian gần đây, nên tớ hy vọng là nó cũng giúp ích được cho các bố mẹ. Nếu mà bạn quan tâm đến cái app đọc sách này thì hãy cùng xem video với tớ nhé. Ok, trước hết là chúng mình sẽ cùng nói qua về app Umbrella. Tớ sẽ giới thiệu sơ sơ một chút về cái app này cho những bố mẹ nào chưa biết. Thì như tớ vừa nói, Umbrella là app đọc sách cho trẻ con ở trên thiết bị điện tử, có nghĩa là các bạn có thể đọc trên điện thoại, trên máy tính bảng, vân vân. Cái hay của nó là nó tuy sử dụng trên thiết bị điện tử nhưng mà nó là sách tĩnh. Sách tĩnh là gì? Sách tĩnh có nghĩa là sách ở trên thiết bị điện tử nhưng mà khác với các cái phim hoạt hình hay là TV hay là YouTube chẳng hạn, thì nó là các cái chuyển động rất nhanh đúng không? Tận 24 hình trên một giây, thế nên là nó tăng áp lực lên bộ não, lên bộ nhớ của trẻ con, làm cho các bạn ấy khó nhớ hơn và các bạn ấy gần như là bị nghiện, bị thôi miên ý. Thế còn sách tĩnh thì nó chuyển động rất là chậm thôi. Một cuốn sách của cái app này chỉ có khoảng 10 đến 15 hình thôi, vì tốc độ lật dở rất là chậm, y như mình đọc sách vậy. Nó làm cho các bạn ấy có thể vừa đọc, vừa hiểu, vừa ghi nhớ được lâu hơn. Thư viện sách của Umbrella rất là phong phú, khoảng tận 1.000 cuốn sách với 70 chủ đề khác nhau. Cái thư viện 1.000 sách với 70 chủ đề này thì tớ thấy thật sự là đáng đồng tiền mất gạo luôn ý. Tại vì các bạn hãy tưởng tượng là các bạn phải mua 1.000 cuốn sách về nhà, nó sẽ tốn kém và nó sẽ chiếm diện tích đến như thế nào đúng không? Nhưng mà tất cả 1.000 cuốn sách để có trong điện thoại thì rất là tiện. Không chỉ lúc mà đọc ở nhà như thế này mà có những lúc mà mình đi chơi, đi công viên, đi hàng quán, đi du lịch thì mình đều có thể lôi ra bất cứ lúc nào để có thể đọc cho con để nó ngồi yên được một lúc ý. Cá nhân tớ thì nhìn qua thư viện sách này thì thấy rất là phong phú, từ thiên nhiên cho đến thần tiên, cho đến khoa học, cho đến đời sống hàng ngày, đồ gia dụng, động vật. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau, rất là phong phú. Các bạn sẽ phải trả tiền hàng tháng, nhưng mà hiện giờ thì nó đang có chương trình là miễn phí, phí tận 3 tháng liền cho toàn bộ trẻ em Việt Nam từ hôm nay đến hết tháng 6 năm 2020. Các bạn nào mà theo dõi từ lâu rồi đấy thì tớ luôn ủng hộ việc mua sách có bản quyền. Thế nên là tớ cũng rất là vui vẻ khi mà phải trả cái phí này hàng tháng thôi, bởi vì sách nó là sản phẩm của rất là nhiều chất xám, của không phải chỉ một mà rất là nhiều người. Thế nên là chúng mình nên trả phí khi sử dụng những cái sản phẩm, ấn phẩm về sách. Các bạn sẽ lên App Store và tải app này về điện thoại của mình. Các bạn sẽ lập tài khoản và chọn ra profile cho các con. Tớ thì hiện giờ chỉ có một con thôi nên là chỉ cần một profile thôi. Các bạn sẽ nhập thông tin của con và có độ tuổi. Sử dụng app này thì rất là đơn giản thôi. Tớ tin là tất cả các bố mẹ đang xem clip này đều là các bố mẹ trẻ thời kỳ 4.0 như tớ rồi. Thế nên là việc sử dụng rất là đơn giản. Các bạn có thể nhập tên sách để tìm, hoặc là nhập theo chủ đề, theo cấp độ, theo lứa tuổi để tìm. Hoặc nếu mà mình không biết chọn sách gì thì mình có thể vào cái phần các chủ đề được quan tâm hoặc là các sách đọc nhiều nhất thì mình có thể chọn sách. Khi mà mình bấm vào một cuốn sách bất kỳ thì mình sẽ có một phần giới thiệu sách ngắn gọn, có tên tác giả này, có tên người vẽ minh họa này và cái phần mô tả ngắn gọn về sách. Cái này nó rất là hay, đây là một đặc điểm mà khi mà đọc sách giấy các bạn không thể nào mà có được cái phần này. Một cuốn sách này thì khi bạn bấm vào đều có hai chế độ, một là nghe sách, hai là đọc sách. Các bạn có thể chọn đọc sách thì như là mình sẽ đọc cho con mình thông thường đúng không? Dở ra từng trang. Thế còn vào phần nghe sách thì bố mẹ sẽ không cần đọc mà sẽ có cái giọng thu đọc sẵn để đọc cho con mình. Đen và trắng. Đó, ví dụ như thế. Đại loại là như vậy, các bạn hiểu ý rồi đúng không? Tức là khi nào mà bố mẹ bận rộn ý, thì chính con mình có thể tự đọc sách của mình bằng cái giọng đọc đã được thu sẵn này. Sau mỗi cuốn sách, khi mà mình đọc xong thì sẽ có phần câu hỏi đọc hiểu để con có thể được ôn lại, nhớ lại về nội dung cuốn sách cũng như là nắm được các ý chính của cuốn sách ấy, rất là hay.
Vừa rồi là tớ vừa chia sẻ một vài những cái điều chung chung nhất, cơ bản nhất về app Umbrella để cho bố mẹ có thể bắt đầu sử dụng ngay luôn. Bây giờ thì tớ muốn chia sẻ qua về cảm nhận cá nhân tớ sau vài tuần sử dụng app Umbrella với dâu. Cá nhân tớ nhiều năm nay thì vẫn là một người rất là thích đọc sách. Và khi làm mẹ rồi thì một trong những mục tiêu hàng đầu của tớ là phải nuôi dưỡng được một đứa trẻ thích đọc sách. Thế nên là khi mà biết được ý tưởng của cái app đọc sách cho trẻ con này, đọc sách tĩnh ở trên điện thoại ấy, thì tớ rất là ủng hộ. Và bởi vì nó có trải nghiệm gần giống như đọc sách giấy ấy, thế nên là nó làm cho con mình vẫn rất là hứng thú với đọc sách giấy. Con mình vẫn sẽ rất thích đọc sách giấy như thường nếu mà đã thích rồi. Còn nếu mà chưa thích thì chắc chắn là cũng sẽ giúp nuôi dưỡng cái tình yêu đọc sách sau này của nó. Một điểm nữa mà cá nhân tớ đánh giá rất cao ở app Umbrella này, đấy là cái nội dung của nó rất là thuần Việt. Có biết đến một số app đọc sách trên điện thoại của nước ngoài rồi, nhưng mà đấy tại vì nó là bằng tiếng Anh và của nước ngoài thì nên là nội dung của nó khá là xa xôi ý. Còn đây là cái app đọc sách cho trẻ con Việt Nam đầu tiên mà tớ được biết, nên là các chủ đề của nó mang đậm bản sắc Việt Nam ý. Ví dụ như là màu của Tết, lần đầu nấu cơm, eo ơi con cháy. Hình minh họa thì cũng rất là đậm chất Việt. Tông màu ấm áp, bắt mắt, phù hợp với trẻ con. Cái giọng thu sẵn thì cũng rất là truyền cảm, như vừa nãy tớ bật đấy. Nó hơi chậm một chút đúng không? Nhưng mà chậm với người lớn thôi, còn phải với trẻ con thì phải chậm vậy mới tốt. Thêm một ý cuối cùng rất là hay ở app Umbrella mà so sánh với việc đọc sách giấy bình thường không có được, đấy là việc các cái cấp độ được chia thành từ 1 đến 9 thể hiện dưới hình hòn đảo rất là đáng yêu. Cái này thì sẽ giúp bố mẹ chọn sách cho con dễ hơn, mà nó cũng sẽ giúp tạo được niềm vui cho con khi mà mình đã chinh phục được qua từng giai đoạn, từng hòn đảo, từng thử thách khác nhau. Ví dụ như là ở cấp 1 của dâu thì có cuốn Đằng Trước Và Đằng Sau này. Đây là trò chơi mà con sẽ nhìn hình xong rồi đoán xem đây là lưng của bạn nào, bạn voi hay là bạn khỉ hay là bạn thỏ. Cái này thì sẽ giúp con tăng khả năng tư duy, khả năng phán đoán, khả năng quan sát, giúp cho con mình có thể kiểu nhìn sự vật ở nhiều góc độ khác nhau ấy. Thì đấy là ví dụ về một cuốn sách ở cấp độ 1, cấp độ đơn giản của dâu. Càng lên cao thì sẽ có những cái nội dung rất là hay ho hơn mà đến chính bản thân tớ còn thích. Ví dụ như là cuốn Vì Sao Cá Voi Xanh Lại To ở cấp độ 6 này. Thì đúng như tên gọi của nó, trong cuốn này tác giả sẽ giải thích là vì sao cá voi xanh lại to. Tất nhiên là không theo thuyết tiến hóa của Darwin hay là theo giải phẫu sinh học gì cả, mà chỉ đơn giản là theo một câu chuyện rất là cổ tích, rất là đáng yêu. Đấy, như cái nội dung như thế này thì chính bản thân bố mẹ như tớ còn thấy rất là hứng thú, vì không phải cái gì mình cũng biết. Thế nên là đấy, nếu các bạn muốn biết vì sao cá voi xanh lại to thì hãy cùng chinh phục đến cấp độ 6 để đọc được cuốn này nhá. Tổng kết lại video này thì tớ chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, đấy là Umbrella là một cái app đọc sách cho trẻ con rất là hay ho, và tớ khuyên bố mẹ nào cũng nên download về điện thoại của mình. Nó sẽ giúp kích thích trải nghiệm đọc sách của con, nâng cao văn hóa đọc cho con và giúp bồi dưỡng cái tình yêu sách của con sau này. Ngay từ khi mà biết ý tưởng của Umbrella là tớ đã rất ủng hộ rồi, và khi sử dụng thì tớ cũng rất là hài lòng. Thế nên là tớ cực kỳ recommend cho các bố mẹ. Những ngày cách ly xã hội thì vẫn chưa đến hồi kết, bọn mình vẫn phải ở nhà, không được ra đường. Đặc biệt là nếu mà bạn ở Hà Nội hay là Sài Gòn như bọn tớ ấy. Thế nên là tớ hy vọng các bố mẹ có con nhỏ như nhà tớ cố gắng không rơi vào cám dỗ cho con xem TV hay là hoạt hình, mà hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn với con để đọc sách cho con. Tớ biết là rất khó, rất mệt, rất oải, tớ biết. Nhưng mà thôi, bọn mình có thể làm được, nhất là bây giờ lại có sự trợ giúp của Umbrella rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye.